Chào mọi người nhé. Mọi khi thì em vẫn hay quay ở trên cái dàn trên, nhưng hôm nay em về nhà dưới thì thực ra đây là cái khu vực mà em trồng chơi mọi người nhé. Đấy, ở phía trên kia cũng là cái khu đồi nhà em, nhưng mà cũng chưa có tiền đầu tư mọi người ạ. Cũng định làm một cái vườn lan khoảng vài trăm mét ở trên đó, nhưng mà cũng nhà cũng rất là ít người. Đấy, và điều kiện kinh tế nó không có. Thì lên nói chuyện với anh em cũng đã lâu lâu rồi không lên những cái video nói về cái phân tích thị trường. Thì thực ra rất nhiều anh em là vào ở cái thời gian mà đỉnh điểm của cái cây lan ấy, thì bây giờ nhiều người quay ra là bảo là kêu lỗ và cũng sập với lại nọ kia. Thực ra thì những cái điều đấy là cũng dễ hiểu thôi, bởi vì khi chúng ta vào với cái số tiền lớn thì sự kỳ vọng của nó ở thời điểm giá ở thời điểm bây giờ thì cũng không thể đạt được. Đấy. Ví dụ như khi các bác vào Hiền Oanh ở mức 6-7 triệu một sen, và bây giờ nó tầm khoảng 4-50 nghìn một sen, thì coi như là kể cả có bán vớt vát thì cũng không được cái gì cả. Đấy. Thì riêng em thì em vẫn có một cái suy nghĩ, đó là ở thời điểm bây giờ đối với cá nhân em ấy, thì em coi cái cây lan đột biến, cây lan va ấy, thì nó có thể, dĩ nhiên là nó có thể tiếp cận với người sưu tầm, nhưng mà bản thân em thì cũng nghĩ là nó cũng vẫn bán được mọi người nhé. Em thì em ít đăng nhưng mà vẫn thi thoảng cũng có bác hỏi. Đấy. Còn các bác xem ở tất cả những cái livestream ở trên, ở những cái buổi tối của những cái kênh lớn, thì người ta vẫn livestream, người ta bán và bán với cái số lượng rất là lớn mọi người nhé, chứ không phải là không bán được, cơ bản là nó ở cái giá như thế nào thôi. Đấy anh em nhé. Thì nếu xác định lâu dài thì em nghĩ là dần dần cái cây lan va thì nó không, nó dĩ nhiên nó không thể lên giá được nữa. Đấy, và nó chỉ có gọi là chỉ có giảm giá thôi, nhưng mà những người nào mà gắn bó lâu dài thì cũng vẫn sẽ có cái cơ hội để kiếm lợi, sinh lợi được từ cái thị trường. Còn tôi nghĩ là cũng còn đang vẫn còn cái cơ hội. Cũng có một vài nhà vườn lớn nói chuyện với mình thì bảo là một ngày có thể xuất đi 1-20 triệu tiền hàng với những cây như Phú Thọ, Hiền Oanh. Đấy, dĩ nhiên mà cái mà chúng ta nhìn thấy thì có thể họ 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 đăng trên Facebook hoặc là đăng trên các trang khác, trang những phương tiện khác thì người ta không hỏi nhiều, nhưng mà thực tế khi livestream người ta bán thì cũng rất là nhiều, được rất là nhiều mọi người nhé. Đấy, với cái giá cả hợp lý thì dĩ nhiên là sẽ rất nhiều người mua. Đấy, thì những bạn nào mà có nhu cầu bán thì các bạn có thể sử dụng cái những nhiều cái kênh thông tin khác nhau, như là sử dụng Facebook, sử dụng TikTok hay là trên YouTube. Đấy, kể cả một cái kênh lớn như kênh Phong Lan Rừng của anh Sĩ, đấy, người mà mình cũng chơi tương đối thân, thì một tháng rất nhiều những nhà vườn để lan những cái hàng lan như thế này, lan 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 thường như này, họ thuê với cái mức giá là 7 đến 10 triệu đồng tiền thuê kênh một tháng. Đấy, và họ vẫn bán được mọi người nhé, bán được và thậm chí là bán được rất là nhiều. Cho nên là khi lan đột biến ở thời điểm hiện tại, mà nếu mà thiếu một cái con đường, thiếu một cái lối đi, thì các bác có thể sử dụng những cái kênh thông tin đó, miễn là làm sao chúng ta phải gọi là nói một cách cầu kỳ thì phải là sống chết với nghề mọi người nhé. Đấy. Một tối các bạn cứ phải kiên trì. Có những người mà như tôi thấy lên video chỉ có 2-3 người xem, 4-5 người xem, nhưng sau rồi nó cũng sẽ dần dần. Những cái người mà tôi đã lên video ở những cái video trước, như họ bán một buổi tối có khi họ chỉ tặng không thôi, nhưng mà sau dần dần kiên trì thì họ vẫn bán được nhiều mọi người nhé, chứ không phải là không bán được. Đấy, thì đấy cũng là một cái phương hướng để chúng ta giải quyết cái lượng cây ở trong vườn. Đấy. Đấy là cái câu trả lời, là trả lời cho câu hỏi là bán cho ai mọi người nhé. Xin chào tất cả anh em.